Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch chân quý thầy, quý sư cô và quý hành giả. Dạ thưa thầy, cho con xin trình cái công phu của con. Có gì thầy chỉ dạy con thêm. Như mình, con cũng mới phát hiện ra tự nhiên con cái ủ sao kỳ. Bình thường con ngồi trên, con tu á, hoặc là con đi thiền hành á, thì luôn luôn lúc nào con cũng đều phải đòi Phật cỡ như tình á. Nhưng mà khi mà con đi dạng như con tu trong động á, thì con giữ nghi tình nhiều hơn là con đề có thọ. Tự nhiên con phát hiện cái điều đó xong như mà sau khi con ngồi thì lúc nào cũng là đề có thọ á, vẫn tình, mà sau khi con hoạt động, con làm trong động, con tu trong động thì con lại giữ nghi tình nhiều hơn. Và cái thời gian này thì cái sự mà hồi trước đó, ví dụ như mỗi lần có cái gì là mình con hay phân biệt là đúng sai phải quấy hoặc là nên không nên, nhưng mà bây giờ thì con lại nghiêng về cái nhân quả nhiều hơn là cái đúng sai hoặc là phải quấy, nên con kính thỉnh thầy khai thị và chỉ dạy con thêm để trên bước đường tu học của con nó rõ ràng hơn. Dạ con cảm ơn thầy. Cái động với tịnh á, rồi lúc mình nói mình đề thọ đầu, cái lúc mình không có cần đề thọ đầu mà có nghi tịnh á, thực sự ra cái nghi tịnh á, mình hiện tại bây giờ đó mình chưa có phải là cái chân nghi, mình chỉ là trên cái nghi của cái câu hỏi thôi, nghi của câu thoại thôi, nghi của câu thoại thì gọi là cái chánh nghi á, giữ cái chánh nghi. Mà cái nghi á thực sự ra là nó không có phân biệt chánh nghi đó, còn cái hồ nghi á thì chạy trên cái tìm hiểu biết, phân biệt biết, chỗ này nó dừng lại tại đó, tức là mình cứ hỏi, trở lại cứ hỏi. Nhưng mà do mình cứ phân biệt thọ đầu với nghi tình á, thọ đầu với nghi tình, cái giống như là khói với lửa đó, củi với lửa chứ, củi với lửa đó, thì giờ củi nhờ có củi bén lửa thì lửa nó cháy, cái lửa mới có nhiệt á, hơi ấm á, thì phải nhờ cái củi đó. Thì cái ví dụ đó, ví dụ của chư tổ, ví dụ đó, cái công phu của mình á, do cái niệm thấm thiết sinh tử rồi nó mới kích khởi được cái công phu á, công phu chân thật á, nên á chỗ mà chúng ta thăm thiền á, bây giờ mình á chưa có duy trì cái niệm thấm thiết sinh tử, hay là chưa có miên mật á, trên cái sự tham cứu bất đắc dĩ tổ sư mới đưa ra cái phương pháp tham thoại đầu. Cho nên nói tham thoại đầu, nói chiếu cố thoại đầu, nói kháng thoại đầu, đó là cái danh từ của cái pháp môn mình đang ứng dụng thực hành đây. Mà cái tham thoại đầu á, mình không có ngoài đề thoại đầu khởi nghi tình, không có ngoài, chỉ khi nào á mà chân nghi thanh định phát khởi, câu thoại mới tự mất thôi, chứ mình chưa có nắm được cái nghi tình. Đây là cái nghi tình, tại đó là cái tánh, cái tánh phân biệt của mình, cái sở đắc của tâm mình á, sở đắc của mình, cái tập khí trên cái sở đắc của mình, tại mình cho thanh thanh tịnh tịnh là nghi tình, nên mình cho không có niệm gì là nghi tình, thực ra nó không phải, hay là yên ổn không phân biệt, tức là không phải quấy đúng sai, không cần tới cái đó cho là nghi tình, cũng không phải nữa. Một cái gì mà cho là trên đó thì là cái niệm cho là, tức là cái phân biệt của ý thức mình chứ không phải là cái nghi tình. Cho nên tại sao mà phải đề thoại đầu, không cho gián đoạn, không cho mất, giống như đang đứng, mình đứng có một chân đâu có đứng được đâu, phải có cái chân giả, cái nạng như vậy, mình có một chân thôi, phải có cái nạng cái gậy, và đi cũng nhờ cái nạng cái gậy thì mới đi được, chứ một chân nhảy cò cò nhảy đâu có nổi. Cho nên nó giống như mình cho là có nghi tình, cũng nhảy cò cò nhảy làm sao mà nhảy cho tới đi hết cuộc đời mình được. Thì cái vấn đề á, nó phải nói rất rất là khó khăn á, phải nói đó, đó là ví dụ thôi, ví dụ rất là khó khăn chứ phải dễ. Cho nên cái thời đầu là luôn đề khởi,
đề khởi có nghi tình cũng vậy mà không có nghi tình cũng vậy, nói có nghi tình không có nghi tình cũng là cái phương tiện của người lại quả nói thôi. Nếu mình phân biệt có và không á, thì đã lọt vào phân biệt hết rồi, phân biệt vào trong cái niệm phân biệt không phải là công phu nữa mà niệm phân biệt đã lọt vào có không á, lọt vào cái tương đối chứ không phải là cái công phu chân thật. Cho nên nói có cũng tham, không có cũng tham là cái phương tiện, cái lời nói mình phải dùng công. Tức là tham được cũng tham, tham không được cũng tham. Tham giải đãi cũng tham, tham vọng tưởng cũng tham, không có vọng tưởng cũng tham. Trên mọi cái tương đối mình đạt bằng hết, không có bị ảnh hưởng á, thì đó mới là cái tham thiền á. Cho nên tại sao mà ngày lai quả, cái niệm Phật là ai, ngày không bao giờ mất. Người ta hỏi ngài cũng đáp niệm Phật là ai, còn quên không nghe thì không có đáp. Cho bị đánh cũng đáp niệm, hỏi niệm Phật là ai, niệm Phật là ai, không bao giờ ngừng cái niệm Phật là ai cả. Nên trong cái kinh, cái tinh tế, cái mà bắt đầu giống như sắp khởi được cái chân nghi rồi là ai, khởi được chân nghi niệm Phật là ai mới tự nó mất thôi, chứ không phải là mình tác ý mình bỏ câu thoại á, không có thể nào là tác ý bỏ câu thoại. Nếu tác ý đã thành ra cái ý thức phân biệt rồi à. Để ví dụ như củi với lửa, nếu mà rút củi ra thì lửa sẽ tắt liền, nó chưa có chín cơm thì làm sao mà rút củi ra được. Cơm chín thì sức nóng nó tự động á, nó đi đến chín rồi lúc đó mình mới rút củi, mình mới mới xây bằng cái tro và cái than đó cho cơm đủ sức chín, đó là không có dùng củi nữa. Đấy chỉ còn sức nóng của củi lửa đã đề sẵn à, đã có sẵn đó. Giống như thời đầu chúng ta vậy đó, tới lúc đó công phu chín mùi, tới đầu xào trăm thước rồi á, đó là vô công dụng hạnh tự động á, nó chín thôi. Nếu như chiếc xuồng mà nó gần tới bờ chèo trống nữa, chỉ lái cập bến thôi, đó là cái sức cuối cùng, công phu cuối cùng, hay là một bước cuối cùng, chưa giờ chưa tới hết bên bên mới giờ rồi bến cái mình bỏ không chèo nữa thì nó lại vô bến lại, nên nó chạy chạy tầm bậy tầm bạ. Rồi làm sao mà mình định được hình, mình có cái hướng đi tới. Nên cái công phu quá không bao giờ buông xuống cái câu thoại đầu sở tham của mình hết á à. Chứ không phải là tại đó, là do điều là do cái phân biệt của mình á, cho là động thì mình á nghi tình khỏi cần đề thoại đầu, tịnh thì mình mới là ngồi xuống thấy đề thoại đầu á, thì nó lại bị kẹt cái tướng động tịnh rồi thêm xảy lên cái tâm cho là của mình, thì đó đều là mất công phu chứ không phải là công phu á, là công phu chỗ đó nó chưa đúng với lại cái công phu chân thật á. Phải bây giờ để mất cái đề thoại đầu khởi nghi tình hết á à. Con cảm ơn thầy. À. Kim Hoàng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Xin thầy cho con trình bày hỏi về cái công phu. Con có một người bạn đồng tham cũng giống như là má con cũng có chia sẻ về cái cách dụng công. Thì một cái bạn đồng tham và má con cũng trình bày rằng là trong cái thời gian gần đây á, thì thường hầu như xảy ra cái hôn trầm, và khi cái công phu á, thì giống như là mỗi là vì khi mà nghe thầy giảng á, thì mà hỏi là khi chưa có trời đất ta là cái gì, hỏi một cách liên tục, và vì chấp vào cái chữ liên tục cho nên thành thử ra là hỏi một cách rất là liên muốn muốn tác ý vào cái liên tục và chạy theo cái số lượng, cho nên hầu như là cái câu hỏi nó không có rõ ràng. Nhiều lúc nó sẽ muốn cứ nói khi chưa có đất ta là cái gì, khi chưa ra ta là gì, vì sợ gián đoạn công phu cho nên là cứ liên tục bằng cách là phải hỏi nhanh 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 đó. Chính vì như vậy cho nên là và bạn kèm theo đó là cái việc hôn trầm, và khi mà xảy ra hôn trầm thì má má con thì nói rằng là khi mà biết là vẫn có hôn trầm nhưng vẫn có câu thoại, chỉ khi có gục lên gục xuống vẫn nghe câu thoại. Còn vào một cái người bạn đồng tham thì chia sẻ rằng là khi hôn trầm thì không biết gì luôn, là khi gục lên gục xuống luôn. Cho nên là cái vấn đề là xin thầy chỉnh lại cái công phu để cho má con cũng như bạn đồng tham có thể là dụng công lại cho nó đúng mà. Xin cảm ơn.
Cái vấn đề đó là phổ biến, cái bệnh nó rất là phổ biến, nó là do cái sở đắc sở cầu của chúng ta, cái sở sở của chúng ta. Ừ. Cái sở đắc là mình đó muốn được cái miên mật, muốn được cái miên mật, giữ cái miên mật, tại nghe chữ miên mật chứ không phải là về cái niệm thống thiết sanh tử để mà tham á, muốn cái miên mật thôi, trên cái hỏi thôi, trên là hỏi rồi, với lại cái thứ nhất là sở cầu á, thứ nhì là sở sợ, sợ gì, sợ vọng tưởng, sợ có kẻ hở cái kẻ hở vọng tưởng nổi lên á, cho nên á sợ vọng tưởng, cho nên lấy cái thời đầu đè nén cái vọng tưởng, tức là cho nó khích 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 không cho vọng tưởng nó nổi lên, tại cái tâm không cho vọng tưởng nổi lên, sợ vọng tưởng đó, tức là cũng ngã chấp cũng là sợ sợ. Chính mấy cái đó mình đè mình ra sức á, thì nó mệt, nó mệt thì nó sẽ đi đến hôn trầm, và nó mệt thì tự nhiên nó mất, nó quên thì nó mất thôi, là vọng tưởng. Mình càng sợ vọng tưởng thì mình càng bị thua vọng tưởng, tại chính cái tâm sở là cái tâm vọng tưởng, tính cái tâm sở đó là cái tâm ngã chấp, tâm sở cầu đó là tâm ngã chấp, tâm sở đắc đó là tâm ngã chấp. Thì cái tâm ngã chấp nó nổi lên á thì đâu phải là công phu, cho nên mình quanh quẩn á, kẹt ở trong đó. Nhưng mà có cái tâm muốn tu, tâm ham tu, thì cái tâm muốn tu, tâm ham tu đó là cái tốt, đó là cái nhân của sự tu tập, nhân của học Phật pháp đó, chánh pháp, mà phải nhớ về phá ngã chấp, để mình học chánh pháp cho nó triệt để, nó rốt ráo. Phá ngã chấp đây tức là mình không có sợ sợ, phải tham học. Phá ngã chấp đây là mình phải trên cái siêng năng, trên cái chăm chỉ của mình á, là tham học và công phu. Tại vì sự tham học và công phu á, đối với tham thiền rất đơn giản, rất đơn giản và rất dễ dàng. Ở trong cái tư cách nào của người á, thế gian hay là tu tập gì đó, ở ngoài đời hay là người tu gì đó, hay là già hay là trẻ, nam hay nữ vân vân, lớn hay nhỏ gì cũng vậy, ai cũng có tư cách tu, thông minh hay ngu si cũng tu được, chỉ cần cái siêng năng và chăm chỉ tu thôi. Giống như là nói cái người ngu siêng học thì sẽ giỏi thôi, siêng năng nó là lù khù, mà cái lo mà siêng năng chăm chỉ họ chậm, cho là mình chậm tiêu chậm tiến á, chậm nhưng mà siêng nó sẽ giỏi hơn người giỏi, tại giỏi ỷ lại ngã chấp rồi không có học đó, cũng sẽ dở hơn cái người mà siêng năng chăm chỉ. Thì đối với cái pháp tu chỉ cần siêng năng chăm chỉ và sự tham học để mình có công phu cho nó đúng với cái chánh pháp, chỉ cần là đề thoại đầu hỏi một cách rõ ràng, hỏi một cách minh bạch, vọng tưởng nổi cũng mặc kệ vọng tưởng, đi trên cái vấn đề bình thường á, đối cảnh, đối duyên, đối mọi thứ hết á, không phải trốn. Giống như ở nhà mình đang ở nhà là phải sống chung rồi, chung với lại gia đình, có khi chồng, có khi vợ, khi con, có khi cháu, khi cha mẹ nữa, mình đâu có cãi cha cãi mẹ được. Mà cha mẹ mình thì thích nghe tin tức hay thích coi đá banh, ví dụ như vậy đi, mình về mình thấy mình sợ sao, mình sợ bị lôi cuốn, bị cuốn hút vào trong đó. Mình không thích đó, nhưng mà tại nó sợ mất công phu chẳng hạn, ví dụ giống như vậy, rồi mình cứ nạt nộ la lối, nó không có muốn coi, không muốn coi, thì trong tâm mình cũng dễ bị ảnh hưởng, mà mình cứ nghĩ là để công phu. Hay là có bạn bè tới thì mình vội vã coi như là che cái thói hư tật xấu của mình á, thực sự ra không có cần thiết, không có nhất thiết, rất là chân thật đối với cái tâm của mình á, cứ bình thường, nhưng mà trên sự công phu, trên sự tham học cho nó đúng, công phu cho nó đúng, thì á, cái chân thật nó sẽ hiện hiện ra thôi, không có phải đeo mặt nạ giả nữa, mà không có trá hình giống như là mình trốn tránh nó nữa, trốn tránh nó không bao giờ khỏi được hết á. Tại giống như mình tam giới như nhà lửa, chạy đâu cho khỏi lửa, giống như chạy trời sao cho khỏi nắng, trời nắng thì không thể nào trốn, trốn gốc cây rồi trời nó cũng nghiêng xéo tới, cũng cũng trúng nắng thôi à, chứ không bao giờ chạy khỏi. Thì cái vô minh với ngã chấp của mình á, nó kinh khủng lắm. Nếu mà siêng năng chăm chỉ đi công phu, tham học rõ ràng ha, và công phu rõ ràng như đề thoại đầu một cách rất sức là rõ ràng chân thật, nhưng mà khi chưa có trời đất ta là cái gì, đối với cảnh duyên tivi tin tức đá bóng bất kỳ cái gì á bình thường, mà cũng trong đó mình cũng nhớ nhớ là đề thoại đầu khi chưa có trời đất ta là cái gì, đối với cảnh duyên gia đình á,
mà cái này là đối với cảnh viên gia đình chứ không phải mình tự ý, tôi thử để tôi thử coi ha, nếu mà thử thì đó lại là cái tâm cho là, nhưng mà cái ngã chấp nữa, không phải là mình nhảy vô mình thử à, mà tất cả cảnh viên mình á không thời giờ để mà công phu thì lấy cái thời giờ gì để mà thử, cho nên á cứ công phu thôi. Hay là cái người bạn mình á ở trong chỗ làm mình á, nó tối ngày cứ mở nhạc lên mà nghe nhạc là tự nhiên cái nó lần lần là bắt đầu cái nó quên mất công phu, nó toàn là hấp thu hết từng cái lời nhạc, từng cái tiếng nhạc ấy, nó chạy vô trong tâm mình, nó rót vô trong tâm mình, trong đầu mình, trong tai mình. Hay là cải lương, hay là những cái câu chuyện á, chuyện cười chuyện hài á, nó rất là hấp dẫn mình, giống như ngày xưa cũng vậy, còn nhỏ đó khi ở trong chùa tu hay là ngồi ở trong thiền đường á, các cái chùa mà mở khóa tu những cái thiền thất 1 tháng cái 7 ngày đó, mà ở Việt Nam mà cái nhà kế bên nó mở cải lương tối ngày, mở cái lương mà giờ ban ngày tới giờ tu nó lại mở cải lương, hết tu nó cũng tắt cải lương luôn nữa, giống như thử thách mình vậy đó, nên ngồi riết nghe nó thuộc luôn á, nghe cải lương mà bắt thuộc cải lương luôn, nào là giọng người này giọng người kia hát á, cho nên á rồi mấy giờ bây giờ mình chạy trốn ở đâu, rồi trốn cái kích động cũng không thể trốn được, mà lúc đó đầu tiên thì bực mà sau đó rồi lại thích à, nói bực cũng là ngã chấp, rồi thích cũng là ngã chấp, cho nên làm sao giữ được công phu thì lúc đó rất là nhẹ nhàng, cứ đề thoại đầu thôi à, rồi đề thoại đầu riết cái hơi thối của cái kinh hôi đó cũng không còn biết, tại nó thối nhiều khi thối phải nín thở, nín rồi chắc tắt thở luôn, mà rồi nó hôi mà riết phải một thời gian hồi nó quên mình không thấy nó hôi nữa à, mới tới thì nó hôi một hồi nó hết hôi, rồi nghe mình mệt ấy mà sau đó rồi nghe như không nghe, những cái tiếng vỗ mà đập mấy cái thùng xe tùng tôn thiết á, đập chát chúa cái lỗ tai, đập trầm trầm rồi họ gõ đồng á, nghe rất là mệt à, nếu mà cái để ý thôi đó mình nhức óc phải muốn bỏ đi á, mà chỉ công phu á, thì cái tiếng đó rồi cũng như không có tiếng vậy đó à, không thành vấn đề, không bị ảnh hưởng cái lỗ tai nữa, thì đó là trên sự công phu của mình, những cái tiếng nhạc cũng vậy mà tiếng gõ cũng vậy, rồi cái mùi hôi thối cũng vậy, tất cả mùi ấy, tự nhiên nó cũng không để ý tới, thì đó là trong cái sự công phu mình phải cọ sát với lại cái hoàn cảnh đó, xung quanh, tại vì trốn trốn không có khỏi, ở giữa phố thị đông đảo thì đủ thứ âm thanh, đủ thứ tiếng, rồi tiếng cãi lộn, tiếng chửi rủa, đủ thứ loại tiếng, không có thiếu cái thứ gì cả, thì cái đó là gì? Cái hoàn cảnh chung của chúng ta, huống chi là ở trong nhà chúng ta cũng vậy, hàng xóm trong nhà để mày để mặt mình lắm ấy, thì cũng khi bớt ấy. Mà đối với hàng xóm sao mà họ để mình, cho nên cái sự công phu sự tu tập của mình á ở trong mọi hoàn cảnh nó khó mà vượt qua được á thì có sự tiến bộ lớn, giống như là tổ sư cũng hay nói đó, ở chỗ tịnh chỗ yên tĩnh vắng lặng thuận duyên thuận cảnh á, công phu chỉ cần á 3 tuần hay là 3 tháng là công phu nó mạnh rồi, công phu nó liên tục miên mật rồi, có công phu liền. Còn trong khi đó chỗ động á 3 năm công phu cũng chưa nổi nữa, 3 năm tại nó ồn ào nó khó chịu mà, 3 năm chưa công phu nổi, mà khi 4 năm công phu nổi thì có thể năm thứ năm là khai ngộ, tại vì động không động được mình, động không động được mình thì tịnh chẳng động được mình, cho mình cứ đi bỏ động cầu tịnh á, cho dù tịnh 3 tuần 3 tháng công phu tốt mà 30 năm chưa chắc được kiến tánh, tại không phải là cái công phu thực sự thụ á, mà công phu của cái trốn duyên tránh cảnh thôi, công phu chỗ mình thuận duyên thuận cảnh thôi, mình thích á, mình trụ mình bám á, thì chính cái thích trụ cái bám đó nó làm chướng ngại công phu của mình, chướng ngại công phu của mình thì khi mà ra động là bị động nó chuyển liền, chứ nó không có thể mà động tịnh nhất như, còn nếu mà công phu chân thật á, thì đưa đến chỗ động tịnh nhất tư như động tịnh nhất như, động chẳng động được mình, tịnh cũng chẳng tịnh được mình, thì làm sao mà công phu á cái chỗ á, lúc nào cũng đề một cách rõ ràng, vọng tưởng nổi cũng không thành vấn đề, phiền não nổi cũng không có quan ngại nữa, phiền não thì mặc phiền não, vọng tưởng thì mặc vọng tưởng, công phu mình cứ công phu à, không có sợ à, rồi nó tốt hay là nó không tốt á, nó tinh tấn hay nó giải đãi, mình cũng không có ngừng lại cái công phu, vẫn cứ để khi chưa có trời đất
ta là cái gì? Khi chưa có trời đất, ta là cái gì? Mình chấp nhận và đánh đổi hết tất cả để mình giữ công phu của mình á, là một người siêng năng, một người chăm chỉ, rồi thức cũng công phu, ngủ cũng công phu, và có cái sự khai thị để mình á càng tăng tiến niềm tin, tin tự tâm. Và giờ nhờ cái công phu á, mình mới phát được cái niệm thống tức sanh tử. Thì khi niệm thống tức sanh tử của mình á, nó chân thật, nó dính liền với mình, thì thức cũng công phu, đến ngủ cũng công phu, tự nhiên ngủ nó cũng công phu. Thì đó là cái niệm thống tức sanh tử nó mạnh. Thì có cái niệm thống tức sanh tử thì công phu mình đã càng á, nhặt hơn, càng miên mật hơn, tự động thành miên mật, chứ khỏi phải trông mong miên mật hay là cầu mong miên mật, tự động với miên mật. Cho nên phải tham học cho kỹ và phải công phu cho nó đúng á. Sở dĩ do mình cứ thờ ơ, mình cứ lơ là, rồi mình cứ cho là hơi sao cũng được á, hay là gieo đời này gieo nhân gieo duyên để đời sau tiếp tục á, mà cứ những cái tâm như vậy đó, là cái tâm mình, cái tâm yếu, cái tâm lực yếu, không có trung thực á, không có quyết đoán, có một cái sự phát tâm mạnh mẽ thì nó uổng đi. Nói giờ nghe hiểu không? Con cảm ơn thầy ạ. Dạ thưa thầy, xin phép đại chúng cho con hỏi thêm một câu nữa được không? Rồi. Lúc nãy thì thầy dạy về cái công phu trong động và cái công phu trong tĩnh, thì con xin chia sẻ cái công phu của con vì không có liên quan tới cái công phu gần đây. Thì trước đây á thì khi con làm hai cái công việc cùng một lúc và cái thời gian dành cho công phu á, thì đối với con thì con luôn luôn có một cái khái niệm là mình phải trong quá trình làm việc cũng phải công phu, và cái đó cũng là một cái lý do để cho mà mình vừa công phu mình vừa tu tập. Lúc đó cái tâm của con thì con nghĩ rằng là trong công việc cũng vẫn công phu được, thầy đã dạy rồi mà, và trong động cũng vẫn công phu được. Nhưng mà thực sự ra đó là cái cho là thì cái công phu của con á, thì khi mà đến một cái giai đoạn thì tự nhiên con dẹp bớt những cái công việc của mình và chú tâm cho cái việc công phu. Thì khi con quay lại với cái tâm mà trước đây mình đã suy nghĩ là trong công việc trong động mình vẫn tu mọi lúc mọi nơi, thực sự ra cái công phu nó có nhưng mà nó không có chất lượng. Thì nhưng mà lúc đó và mình cứ tự tin rằng là công phu có nghĩa là dù bất kỳ cái hoàn cảnh gì cũng là có công phu được. Nhưng mà đến khi xây dựng khi thời gian cái thời quá nhiều thì cái suy nghĩ đó con đã cảm thấy rằng là đó cái quan trọng á, như thầy dạy đó, là cái công phu có chất lượng chứ không phải là cái công phu vì số lượng. Nhưng mà mình luôn chấp theo cái lời của thầy rằng là trong động, nhưng mà thực sự ra là mình chưa hề là thuần thục trong cái động, và mình cho là cái công phu như vậy là ổn, nhưng mà thực chất đó là cái công phu chưa có toàn tâm toàn ý cho cái công, mà câu quan trọng là cái tâm. Thì khi trong cái thời gian mà con thu xếp thì bây giờ con quay lại với lại một cái tâm bận rộn, cái tâm bận rộn là giống như cái thời điểm trước đây con làm hai hai ba công việc cùng một lúc á, thì con mới thấy rằng là thì trong cái quá trình gần hơn 1 năm để mà rèn luyện cũng như chỉnh sửa cái công phu thầy dạy và có thời gian chiếu cố cho cái công phu nhiều hơn, thì bây giờ cũng lại lặp lại một cái trường hợp là bận rộn như trước đây, nhưng mà cái ứng dụng của cái công phu trong cái động so với cái thời gian trước đây đi làm thì nó khác nhau, cái tâm nó cũng khác nhau và cái dụng công phu nó cũng khác nhau. Vậy thì á thực sự ra cái thời khóa mà để dành cho cái việc tu tập nó rất là quan trọng để nó hộ cho mình những cái lúc mà xảy ra việc đối với mình nhiều cái công việc cùng một lúc. Thì xin thầy khai thị lại cho con hiểu về cái tâm mà trước đây mình cũng cho là cái tâm thống thiết trong công việc để mà công phu trong động, và bây giờ cũng với cái tâm mà mình đã thu xếp cái việc tu cái công việc nhiều để mà, tại vì nó có một cái gọi là cái ý thức lười của mình đó, cho nên là xin thầy khai thị để cho con có thể rõ hơn về cái ứng dụng cái công phu trong động mà mình cứ cho là nó đúng. Con xin thầy hiểu ý con không ạ?
Đợi, hiểu. Con trình bày em hơi có lủng củng nhẹ, con sẽ để chúng hoàn thiện mời tập. Nhớ cái bài khai thị của Ngài Lai Quả đó, nói nếu mà tự tâm mình bỏ được cái sai á, tự tâm mình bỏ được cái sai thì cái giả chứ, cái giả tâm mình bỏ xuống được cái giả thì á, nếu mà chơn được á thì tất cả đều là chơn, thấy không? Mà cái nghĩa bỏ xuống được cái giả đây là bỏ xuống cái tương đối đó, giả với chơn là hai thứ giả đó. Còn cái nói nếu mà có chơn thì chỗ nào cũng chơn á, còn nếu mà không chơn thì chỗ nào là chơn đây, không chơn thì chỗ nào là chơn đây. Chơn đây là cái sự chân thật, chơn đây là cái tuyệt đối, không có dính trong cái tương đối. Thì cái chỗ này á, Ngài Lai Quả nhắc lấy cái câu đó là câu của Lục Tổ, nó trong Pháp Bồ Đề, Kinh Pháp Bồ Đề, để khai thị cho chúng đó. Tức là nếu mà mình buông xuống cái nghĩa động tịnh, thì tức là buông xuống được cái tương đối, buông xuống được cái giả được rồi đó, của cái tương đối rồi đó, thì lúc đó ở chỗ nào cũng tuyệt đối, chỗ nào cũng là chơn hết á. À, chứ không phải là cái động mới là chơn hay tịnh mới là chơn, hay là tịnh mới chơn, động không chơn, không phải luôn. Nên nó tất cả đều là chơn, tức là cái tâm mình không có dính mắc, tâm mình không có phân biệt, tâm mình không có so đo tính toán. Thì á, ở trong động cũng là công phu, mà trong tịnh cũng là công phu, chứ không có ngoài công phu, tại không có phân biệt, không có tâm phân biệt ở đây á. Bây giờ mình thì thường bị cái tâm phân biệt nó chi phối, trong công việc cũng vậy nữa. Trên cái công việc thành công hay công việc thất bại hay công việc bị khiếm khuyết, bị thiếu hụt á, mình sanh tâm, mình buồn vui trên đó, mình giận, mình nóng ở trên đó. Còn nếu mà tất cả mọi cái nếu là đều bình thường mà, tức là đã bỏ được cái giả rồi đó. Bỏ được cái giả thì cái thành cũng là giả, cái không thành cũng là giả. Bỏ xuống được đó thì đâu có nổi cái tâm phân biệt đâu. Cái tốt cũng là giả, cái xấu cũng là giả. Buông xuống đó rồi không thấy tốt xấu. Nói không thấy tốt xấu là cái cách phương tiện nói thôi. Tức là nó không có một cái niệm lăng tăng, một cái niệm phân biệt á, mà buồn hay vui trong đó. Nó ảnh hưởng, mà mình chỉ là công phu thôi. Thì trước kia do công phu của mình nó mới, cái sự tu tập của mình á, nó cũng còn mới, nó chưa có trên cái thuần thục vũ quen thuộc á, thì nó còn lấn cấn, mình còn phân biệt nhiều quá, mà càng công phu quá thì nó càng tinh tự tâm. Còn càng công phu giống như là mình loại được cái bớt được cái tương đối á, nặng trong đó, cũng buồn vui thương ghét, tại mình chưa phải là cái người mà xong việc mà chưa có phải là cái chỗ mà tham cho đến được cái đến thời đầu á, và lìa được cái ý thức á, chưa phải đang trên cái đường tu thôi. Thì nó cũng có cái mùi vị của công phu hay là không, mà không phải trụ trên đó cho là thù thắng, cho là tốt á, thì nó sẽ kẹt vào cái sở đắc, thì nó lại dính với cái ngã chấp á. Thì càng đi thì nó phải có cái giống như là giống như Lai Quả cũng ví dụ á, ở phố thị chợ búa đông người qua lại, nhiều ngã tư xe cộ đồ á, người đi á, nhiều, mà mình đi rời khỏi cái phố rồi đi xa dần trên con đường đó, xa ra khỏi phố thì nó sẽ tới cái chỗ thưa dần, ra tới ngoại ô, không phải trung tâm nữa mà ra ngoại ô, rời khỏi cái trung trung tâm rồi á, đi ngoại ô đi một hồi nữa thì tới đồng quê, nó xa, nhà cửa cũng thưa thớt, người cũng bớt đi, dần dần á, rồi á, đi nữa thì nó đi vào trong rừng á, trong cái chỗ mà với một mình một bóng thôi. Thì á, nó cũng là đi, bước đầu tiên ở giữa phố thì cũng là đi, và cuối cùng cũng là đi, không có gì khác hết á, đến đến cùng đường, hết cái đường đi luôn á, thì được cái lộn ngược á, thì gọi là mình trở về với chính mình, hay là làm chủ được chính mình, hay là chết đi sống lại ví dụ á, thì tất cả đều là cái phương tiện, cái lời nói mà. Thì lúc mà đi ở trung tâm thành phố thì nó khác, mà ở ngoại ô thì nó khác, tới quê thì nó khác, rồi rừng thì nó lại khác, mà cũng là đi thôi chứ không có gì khác hết đó. Đây cái phân biệt nhiều của mình, chấp ngã của mình nhiều.
của mình nhiều, buồn vui thương ghét của mình á nó nhiều, rồi đi dần dần nó ít ít lại đến cuối cùng á thì mình sẽ biết rõ được chính mình. Thì cái công phu mình cũng vậy thôi chứ không có còn có khác, chứ không phải trên giống như trên giáo khoa mà nó có từng lớp một á, trên cái hệ thống giáo dục á thì nó phải có chương trình nọ, lớp này lớp nọ, cấp độ này cấp độ nọ. Và đối với cái sự tu tập á thì nó khác, nó khác, nó khác đó, trên cái lời của tổ nói ví dụ như là từ chỗ đa tâm đi đến chỗ thiểu tâm đó. Đa tâm đi đi riết á, tới chỗ thiểu tâm, chỗ thiểu tâm đi tới chỗ nhất tâm, từ nhất tâm đi nữa cho đến chỗ vô tâm, rồi vô tâm một bước một nữa đến chỗ liễu tâm đó. Thì cái đó là cái công phu, nhưng mà cái chỗ đa tâm, thiểu tâm, nhất tâm, vô tâm, liễu tâm là cái lời khai thị của tổ sư đó. Chứ không phải là trên cái tiến trình, mình trên tiến trình mình phải chờ phải như thế này, giống như là cái nghĩa tranh trân châu á nè, 10 bức tranh trân châu thập mục ngũ đồ á, trên cái thập mục ngũ đồ á không phải là cái sự á, giống như đang tu tập của mình, mà đó là đến chỗ á, giống như ngài Nguyệt Khê có nói á, cái đó nếu mà cho là xả trừ tập khí thì được được, chứ còn nói cho đến cái sự công phu tu tập trên cái lớp lan này thì không được, không, đối với thiền tâm thì không phải. Đối với giáo môn á thì còn có thể chấp nhận á, nhưng mà cho là tranh thiền thì không phải. Nếu mà nói về bảo nhậm á của thiền thì nó có lý hơn, nó đúng hơn trên vấn đề đó, tại tiến không không có lùi. Còn đối với cái tâm phàm phu á, đối với cái mà chưa có giác ngộ á, cái là kiến tánh khởi tu á, kiến tánh rồi khởi tu thì bức tranh trân châu đó nó hợp, nó không có tục lùi, tiến lên thôi. Nhưng mà đối với lại cái mình đang tu á thì nó không phải giống như vậy, mà nhiều người á người ta ngã chấp, người ta cho đó là thiểu tâm nhất tâm, thực sự ra nó còn tụt lùi xuống, nó không phải cái chỗ mà đa tâm, tiểu tâm, nhất tâm, liễu tâm, vân vân, vô tâm, liễu tâm, vân vân. Đó là cái giải thích của tổ, cái nói của tổ để trên công phu mình, chứng thực công phu mình, chứ không phải là một cái lộ trình đi của mình. Có khi mình đang chỗ nhất tâm mà mình tụt xuống lại thiểu tâm à, ra đó, đó là cái trạng thái thiểu tâm là thúc lui rồi đó, hay là chỗ thiểu tâm đồn ở chỗ tịnh đó, mà ra động cái thành đa tâm mà nổi cái phân biệt nhiều quá, ra mình đã thụt lui hơn nữa rồi. Nên cái lời của tổ sư là lời phương tiện tạm thời, mà không phải là một cái hệ thống giống như giáo dục ở bên ngoài á, nó không phải. Nên đó, nhiều hành thiện tri thức á, khi mà nói con tới chỗ từ đa tâm tới thiểu tâm, hay con tới thoại đầu, tới tới gần tới thoại đầu á, là bị quở, bị la dẹp, không có mở miệng nói, hay là tôi bỏ câu thoại, tôi chỉ còn nhìn, tôi không có tham, không đề câu thoại, không nương câu thoại nữa, cũng là bị quở. Tại vì á, đó là theo cái tiến trình mình tự cho là, hay là nó tu tập tôi hỏi trước rồi sau đó tôi nhìn sau, thì có trước có sau đều là sai lầm hết. Tiện tri thức của chúng ta giống như sư phụ Duy Lực đều nói phải một lượt, trên cái chữ chiếu cố thoại đầu, chữ tham thoại đầu, chữ khác thoại đầu, tức là vừa hỏi vừa khởi nghi mới là thành tựu, mới là đúng cái nghĩa tham thoại đầu. Còn nếu mà hỏi không có nghi thành ra niệm thoại đầu, mà chư tổ cũng nói niệm thoại đầu thì còn tệ hơn niệm Phật, dở hơn niệm Phật, không phải là tham thiền á. Nhưng mà không phải, mà bây giờ nó cũng khó, không phải là dễ, nó chỗ tham mà sao thấy giống như niệm không, chứ không phải là tham, là nó giống như niệm Phật vậy đó. Ngài Lại Hòa ông nói nếu mà tham giống như niệm vẫn cứ tham, mà tham chứ không phải là niệm, tại vì chẳng qua mình chưa có thuần thục, chẳng qua mình chưa có quen, chẳng qua mình chưa có biết tham thiền thôi. Tức vẫn ở chỗ thoại vị, ngài Hư Vân thì nói ấy, 5 3 tháng đầu á luôn còn ở chỗ thoại vị á, tức là vẫn còn lấn cấn ở chỗ phân biệt rất là nặng của phân biệt, tức là có nghi tình không có nghi tình, tham thiền thoại đầu thoại vị, vẫn còn phân biệt rất là nhiều, và cái tôn chỉ thực hành rất là phân biệt nhiều, cho nên nằm ở chỗ thoại vị, chưa thể lìa thoại vị để mà tiến đến thoại đầu á. Thì đó chắc chắn là như vậy, mà đó đối với người mà chuyên nhất, đối với người chuyên nhất và ham tu đó, chứ không phải giống như mình nghĩ mình hiểu rồi mình biết rồi mình thiệt ra mình không có chịu tu. Nếu như ngài La Quả cũng nói
Tôi nói đã tới cả ngàn dặm trước ở phía trước ấy, mà ông chưa chịu cất bước mà đi nữa thì hỏi làm sao mà thấu được, sao mà biết được. Cái ngày Quy Sơn đấy, tích niên hành xứ thốn bỏ bất di, nhiều năm thực hành nhưng mà một một tấc cũng chưa có di dời, vẫn đứng tại chỗ thôi, thì đâu phải là công phu đâu, tức là theo như Đức Phật nói đó là nhận giặc làm con, ôm cái gốc của vô minh, giữ chặt cái gốc của vô minh không có chịu rời khỏi á, thì bị vô minh nó chi phối. Thì cái vô minh đó mà giống như bài kinh con bò, Đức Phật ví dụ á, cái cọc cắm xuống dưới đất, cọc vô minh sợi dây là sợi dây ý thức đó, nó xỏ cho mũi, cột vào cái mũi con bò rồi nó cho đi á, cái vòng tròn 1 2 mét đó, thì chỉ đi trong vòng 2 mét bán kính đó thôi, đi vòng đó thì cái đường kính nó nguyên nó là 4 mét, đi không ở ngoài được cái 4 mét tròn, vòng tròn đường kính đó, đi miết cho 5 mét thì đi vòng tròn 5 mét đó thôi. Tất cả là nếu mà cộng lại đường kính đó, bán kính 5 mét thì đường kính nó thành 10 mét, không có rời khỏi 10 mét nữa. Tại cọc vô minh nó hạn chế cái khoảng cách rồi, giống như là cái ý thức, cái tương đối hạn chế cái tri kiến của chúng ta rồi. Đối với lại tri kiến của phàm phu, tri kiến của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tri kiến của cõi trời, tri kiến của cái dính cái gốc của vô minh á, thì thân nghiệp mà nó hiện hành nó có sự hạn chế. Rồi của người không, cũng có người thông minh, cũng có người khờ ngốc, người lanh lẹ, có người như thế này, người như thế kia, đều là bị hạn chế ở trên cái tri kiến của tương đối năng sở, là tri kiến của ngã chấp á. Nên đó, mình phải thực hành và tham học làm sao cho để mà đi đúng với tông chỉ, tinh tự tâm, khởi nghi tình, đúng với tông chỉ của từ nghi đến ngộ. Em nói vậy nghe hiểu không? Dạ Rồi. hiểu rồi, cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ Hoàn Cảnh hỏi. Thôi Hoàn Cảnh hỏi đi, hỏi. Dạ con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể quý vị hành giả đạo tràng. Để có những cái dịp này con cũng xin chia sẻ cái công phu trong cái động. Thì bản thân con thấy nãy giờ thầy có cái giảng đó thì con cũng nhận ra cái trường hợp nó như vậy đó. Tức là khi thí dụ con đi thể tập thể dục, đi ra ngoài đường đó thì con đi ra công viên, đi ra trên đường thì cũng sẽ gặp nhiều người, người ta cũng tập xe cộ chạy qua, thì lúc đầu khi không đề cái câu thoại đầu lên đó thì mình thấy rõ ràng là cái vọng tưởng nó đầy à. Và cái cảnh đó nó kéo mình, cho nên mình lúc nào mình mất cái câu thoại đó thường xuyên, cho nên mình cái lúc đó không thể nào mà nó không phân biệt được, là nó không, mình không thấy rằng là mình không có cái vấn đề để ý tới công phu. Tức là lúc đó mình rất để ý, để tại sao, tức là mất công phu, mất cái câu thoại đầu và nó không liên tục, và cái tâm mình cũng lo nữa. Nhưng mà dần dần mình nhớ rằng khi sư phụ dạy, thầy cũng nhắc nhở, cũng hướng dẫn đó là đề câu thoại đầu làm sao cho cái giống như cái giữa hai ngón tay bàn tay này nó không có kẽ hở. Vậy thì từ cái chỗ là mình lúc đầu nó thưa thì nó có, mình sẽ thấy rằng là lúc đó nó sẽ có cái vọng tưởng nó nổi lên. Vậy thì lúc đó bắt buộc mình phải điều chỉnh, tức là điều chỉnh thế nào, tức là có, nó phải nhanh hơn một tí. Thì dần dần khi đó mình thấy khi nhanh lên tí thì cái lúc đó nó sẽ không để ý nó, thì nó bắn đi thời gian thì thấy quay lại, ủa bây giờ thì nó ít hơn. Và như thế đó cái mình có cái cũng cũng có để ý nữa chứ phải không đâu, để ý là bây giờ nó khích hơn rồi thì không có cái câu cái vọng tưởng nổi lên. Như thế mình mặc nhiên là cái câu thoại đầu nó có rồi, cứ cứ để câu đề câu thoại đầu, và lúc đó con không để ý tới chuyện xung quanh nữa, thì dần dần con thấy là như thế là câu thoại đầu mình đã nó đã đi với mình không để ý tới, mình yên tâm. Thì như thế xin thầy khai thị chỗ này là có phân biệt hay không, tức là lúc đầu con rất để ý đó, nhưng dần dần khi điều sau thời gian điều chỉnh rồi con thấy thì là như thế, là nó không có còn mình bị ràng buộc nữa thì cứ để như vậy đi. Để xin thầy khai thị con. Cái này lại kẹt cho cái sở đắc á, cũng là sở cầu và sở đắc, thì sở sở luôn nữa, còn dính luôn nữa, tại sợ còn tính toán á, tại vì nó chưa có thuần thục đến thân thiết. Cái công phu mà thân thiết giống như mẹ con vậy đó, cha con thì cha nhiều nhiều việc ít quan tâm, chứ còn đối với mẹ sanh con á, đứa con còn nhỏ đó,
cho dù bây giờ tiếng ở ngoài nó ồn hay tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng con nít khóc nhiều đi nữa, nhưng mà mẹ vẫn nghe được tiếng con của mình, nghe được tiếng lòng nó, đặc biệt là nó nghe được tiếng mình, nó ồ, con mình nó khóc kìa. Ở xa cho dù không thấy nữa mà tự nhiên cái tâm nó cũng thấy, cũng nghe được á, ở từ trong tâm nghe. Nghe là cái gì? Tại vì tới giờ đó là nó đòi ăn, nó khóc, nó ăn giống như đòi ăn 5 lần 7 lần chục lần, tự nhiên giống đi xa mình quên, tới cái giờ nhìn lên đồng hồ tự nhiên thấy cái lúc đó là khó chịu rồi á, cũng gọi là cái giống như thần giao cách cảm á, tự nhiên nó mách bảo nó đói rồi phải về cho nó ăn thôi. Thì cái đó, cái thân thiết vậy đó, thì không có tiếng hay là cái động hay cái hình cái dáng gì mà nó chi phối được cái tình thương của mẹ con hết á, mà đâu có ai dạy, mà cũng phải tập nữa, đó là phải thân thiết. Thì đối với hành giả tham thiền chúng ta cũng vậy, mà không phải là mình sợ vọng tưởng mà mình phải nhặt dạy hỏi cho nó nhặt nhặt nhặt, thực sự đó là cái phương tiện thôi, cái phương tiện để mình làm quen với công phu thôi. Tại vì mình á mà hay lười lắm, mình coi thường á cái công phu coi là nó không có ý nghĩa ý vị á, lo đi làm kiếm tiền hay là phương tiện để mình tiếp cái người khách này á, rồi sau này có lợi lớn tới với mình hơn á, thay vì ngồi không để phương tiện chút rồi mình chế rồi rảnh mình tu vân vân, nhiều cái mà ý thức mình nó lường gạt mình dữ lắm. Để vui chút xíu đi, gặp bạn bè lâu lâu gặp một lần mà, hay là người này lâu lắm mới gặp mà đâu biết đó là cái kẻ thù mình nhiều kiếp trước, đâu có thấy được đâu, thấy cái hiện tại trước mắt, cái cho là của tâm mình thôi. Cho nên á, cái làm sao công phu á phát được cái niệm thống thức sanh tử và cái thân thiết dụng á, nhà Lao Quả ví dụ á, đến chỗ thân thiết mình đang thô tâm dụng, chưa đến chỗ tế tâm dụng nữa, mà muốn á tế tâm dụng thì phải siêng năng chăm chỉ, ở hoàn cảnh nào cũng luôn đề thoại đầu hết á, thì cái siêng năng chăm chỉ đó thì đến chỗ tế tâm, đến chỗ thân thiết, đến chỗ tha thiết, tức là không có bỏ một chút thời gian nào hết, không bị một cái vấn đề gì đánh đổi hết, mình đánh đổi hết tất cả để giữ công phu, giữ sự tu tập, thì đó là cái sự thân thiết dụng. Thì có cái tâm đó thì nó mới là mạnh mẽ, chứ còn mình gồng mình hay mình bảo bọc thêm mình á, bằng cái ý thức của mình á xen vô thì nó chưa phải. Cái lời của Thiện Tri Thức nhắc nhở mình á, nhắc cho mình cái thời điểm lúc đó, tại cái tâm mình á dễ bị chi phối, dễ bị khống chế bởi cái cảnh duyên bên ngoài á, thì nói phải giữ đừng cho nó có kẻ hở, đừng cho giống như mình giữ giữ tiền vậy đó, mà hở ra là ăn cướp nó giật trộm nó chôm chĩa liền. Cho nên mình phải giữ kỹ giống như mình giữ tiền bạc vậy đó, thì giữ công phu mình á cũng phải kỹ. Thì á cái đó là cái phương tiện thôi, phương tiện tạm thời á, và nếu mình có công phu rồi rồi thêm khai thị nữa thì lúc đó mình mới khởi được cái niệm thống thiết sanh tử, tha thiết trên công phu. Rồi Dạ, giờ cũng hết giờ, kính chào hết quý thầy quý sư cô quý bà đồng tham, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.